Đức Hồng Y Phê Dô Nguyễn Văn Nhân tròn 80 tuổi, mất quyền bầu giáo hoàng. Ngày 1 tháng 4 năm 2018, nhằm Chủ nhật Phục sinh, Đức Hồng Y Phê Dô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, mừng sinh nhật 80 tuổi, đồng nghĩa ngài không còn quyền bầu giáo hoàng nữa, theo quy luật hiện hành. Đức Hồng Y Phê Dô Nguyễn Văn Nhân sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938, tại Lâm Đồng. Ngài được thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967. Ngày 3 tháng 12 năm 1991, ngài được tấn phong làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt và kế vị giám mục chính tòa giáo phận này vào 23 tháng 3 năm 1994. Tháng 4 năm 2010, trong bối cảnh giáo hội tại Tổng giáo phận Hà Nội và chính quyền Việt Nam có những căng thẳng nghiêm trọng, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhân làm giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội. Chưa đầy một tháng sau, ngày 13 tháng 5 năm 2010, Đức Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Nhân kế vị Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt nghỉ hưu vì lý do sức khỏe. Ngày 4 tháng 1 năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco công bố chọn Đức Tổng giám mục Phê Dô Nguyễn Văn Nhân vào hàng Hồng Y và vinh thăng Đức Tổng vào ngày 14 tháng 2. Nhà thờ hiệu tòa ở Dô Ma của Đức Tân Hồng Y Nguyễn Văn Nhân là nhà thờ Thánh Tô-ma Tôn Đồ. Tháng 4 năm 2015, Đức Hồng Y được bổ nhiệm làm thành viên Thánh Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình. Tuy đã quá 75 tuổi từ nhiều năm, Đức Hồng Y Phê Dô Nhân vẫn chưa có người kế vị, vì bổ nhiệm giám mục cho Hà Nội vẫn luôn là vấn đề khó khăn từ nhiều năm qua. Với sự kiện Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhân đạt 80 tuổi, Hồng Y đoàn chỉ còn 115 Hồng Y còn quyền bầu giáo hoàng trong số 214 vị còn sống, tức là còn trống 5 vị trí để đạt số tối đa 120 Hồng Y cử tri như Đức Phaolô VI ấn định. Rất có khả năng Đức Giáo hoàng Francisco sẽ tổ chức một công nghị phong Hồng Y mới trong năm 2018 này. Đức Giáo hoàng thường chọn các tổng giám mục làm Hồng Y, và Tòa Thánh luôn duy trì cho Việt Nam có một Hồng Y cử tri từ 1976 đến nay. Ở Việt Nam, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn hiện trống tòa vì Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc đã đột ngột qua đời vào mùng 7 tháng 3 năm 2018, vừa qua. Khả năng cao Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ được chọn làm Hồng Y kế tiếp của Việt Nam. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco vẫn có tiếng là bỏ qua các quy tắc cũ khi chọn Hồng Y, nên chúng ta hãy chờ xem Đức Thánh Cha sẽ đem đến bất ngờ nào cho Giáo hội Việt Nam chúng ta. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hãy nhấn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn.